Pha chế xin chào, tập review pha chế này nếu giới thiệu cho bạn dụng cụ phân bổ cà phê có cấu tạo và dùng kim khuấy hay còn gọi là WDT. Nếu có tập nói về kỹ thuật phân bổ cà phê WDT, bạn tìm xem lại thử. Hiện nay có khá nhiều dụng cụ phân bổ cà phê. Nhìn chung thì sẽ có hai dạng phổ biến là cánh quạt và kim khuấy. Nếu đang sử dụng kỹ thuật phân bổ cà phê bằng kim khuấy có tên là Nitron, nếu hay gọi vui là củ kim thần trăm. Dụng cụ này rất hiệu quả và có giá thành rất hợp lý, nhưng với những trường hợp đặc biệt như thi đấu hay các quán cà phê chuyên nghiệp có tần suất hoạt động cao thì Nitron sẽ không phù hợp lắm. Thế là các dụng cụ WDT dạng kim khuấy chuyên nghiệp ra đời. Nhân vật chính của chúng ta trong tập này là Cylon Needle Distribution Tool của hãng T-Bomber, nằm trong bộ sưu tập U-Series, nếu sẽ gọi tắt là U-Cylon. T-Bomber là hãng sản xuất dụng cụ pha cà phê của Trung Quốc đang rất nổi tiếng, bao bì đóng gói rất chắc chắn và đẹp. U-Cylon có cấu tạo bằng kim loại và nhựa ABS, cho cảm giác cầm nắm rất chắc tay. Tổng quan về U-Cylon, nguyên lý hoạt động của U-Cylon là kiểu bích tông nhấn xuống. Thiết kế này giúp cho U-Cylon khác biệt với các sản phẩm WDT trên thị trường hiện nay, có trang bị một dàn 14 kim. Theo thông tin của nhà sản xuất thì các kim có đường kính 0,25mm. Cái này quan trọng vì ảnh hưởng nhiều tới việc đánh tơi cà phê. Như các loại này thì không dùng được. U-Cylon có thể chỉnh được độ sâu của dàn kim bằng cách mở hai con ốc ở piston, rồi điều chỉnh độ sâu hoặc nông của piston cho phù hợp với kích thước của bắc kẹt. Sau khi chỉnh xong, bạn giữ piston và khóa con ốc lại, thế là xong. Khi thay kim, bạn sẽ cần dùng một cái kẹp nhỏ để thay. Trong hộp đi kèm sẽ có sẵn 6 kim thay thế. Có hai cách thay kim là gắn kim từ phía dưới lên và gắn kim từ trên xuống. Cá nhân Hiếu thấy hơi bị khó phần thay kim. Phần 500 có độ bám khá tốt, giúp cho việc đặt du salon và bắt kịch rất chắc chắn. Kinh nghiệm sử dụng, ở phần thao tác sử dụng thì bạn chỉ cần làm quen với du salon một thời gian ngắn là bạn hiểu ý và sử dụng thành thạo liền. Hiếu cũng chưa trải nghiệm lâu nên có một chút chia sẻ về thao tác sử dụng đơn giản như sau. Hiếu sẽ ấn với một lực nhẹ nhàng khoảng 3 đến 4 cái thì toàn bộ cà phê trong bắc kịch đã dàn trải rất đều, chỉ có phần ở trung tâm là hơi ít được tác động. Trước khi tháo du salon ra, Hiếu sẽ gõ nhẹ một cái để toàn bộ bột cà phê ổn định trong bắc kịch, rồi Hiếu sẽ qua bước nén cà phê. Kết bài. Ưu điểm rõ ràng nhất của U-Cylon so với củ kim thần trăm mà Hiếu đang sử dụng là tốc độ được cải thiện rất nhiều, và quan trọng là sự đồng nhất của các lần phân bổ cà phê. Hai yếu tố này rất quan trọng đối với Hiếu trong thời gian sắp tới. Giá bán hiện nay trên web của hãng là 2 triệu và tiền ship về Việt Nam gần 300 ngàn. Thì Bumper của nhà phân phối Việt Nam họ đang bán U-Cylon mức giá là 1,5 triệu. Hy vọng bạn thích nội dung trong tập này. Hẹn gặp lại. Bye bye.